Lạy Chúa, xin thương xót Chúa, Chúa của chúng con, vua muôn đời, toàn năng và toàn năng, Ngài là đấng tạo ra mọi sự và đấng biến đổi mọi thứ đơn giản theo ý muốn của Ngài. Bạn là đấng ở Babylon đã biến thành xương lửa của lò lửa, nóng hơn gấp 7 lần, bảo vệ và cứu ba đứa trẻ thánh thiện. Bạn là bác sĩ và là thầy thuốc của tâm hồn chúng tôi. Bạn là sự cứu rỗi của những ai hướng về bạn. Chúng tôi cầu xin bạn làm cho bất lực trục xuất và loại bỏ mọi quyền lực, sự hiện diện và máy móc của ma quỷ. Mọi ảnh hưởng xấu xa, ác độc hoặc mắt ác và mọi hành động xấu xa nhằm vào tôi tớ của Ngài, nơi nào có sự đố kỵ và ác ý, hãy ban cho chúng ta sự tốt lành, bền bỉ, chiến thắng và bác ái dồi dào. Lạy Chúa là đấng yêu thương con người, chúng con cầu xin Ngài đưa đôi tay quyền năng và những cánh tay cao cả và quyền năng nhất của Ngài và gửi thiên thần bình an đến trên chúng con để bảo vệ chúng con cả thể xác và linh hồn. Cầu mong Ngài giữ vững và đánh bại mọi quyền lực xấu xa, mọi chất độc hay ác ý do những kẻ tham nhũng và đố kỵ sử dụng để chống lại chúng ta. Sau đó, dưới sự bảo vệ của quyền bính Ngài, chúng ta có thể hát trong lòng biết ơn, Chúa là sự cứu rỗi của tôi. Tôi nên sợ ai? Tôi sẽ không sợ điều ác vì Ngài ở với tôi, là Thiên Chúa của tôi, sức mạnh của tôi, Chúa quyền năng của tôi, Chúa của hòa bình, Cha của mọi thời đại. Vâng, Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng tôi, xin thương xót chúng tôi, hình ảnh của Ngài, và cứu tôi tớ Chúa khỏi mọi mối đe dọa hoặc làm hại từ kẻ ác và bảo vệ tôi bằng cách nâng tôi lên trên mọi điều ác. Chúng con cầu xin Ngài điều này qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ vô cùng vinh hiển, Đức Maria hàng đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa của các tổng lãnh thiên thần lộng lẫy nhất và tất cả các vị thánh của Ngài. Amen.